Hello, welcome back to my channel. Start skin đó không? Các bạn của mình phá tới cái đầu tiên nào. Slenderia, hãy đi. See you. Tiếp tục đi tiến vào trong sâu. Cánh cửa ở đây thì đang bị khóa rồi. Được rồi thì mình sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa. Đây rồi, ok. Đi xuống cầu thang nào. Thank you.
Are you okay? Help me. Who are you? My name is Ali Kha. Please get me out of here. Okay, I have you. Follow me. Số kê vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Let's go. Francis, start digging holes to hide the eggs in. And don't stop till I say so. I need to make a map so that I can get to all the eggs first. Everything should be done. Francis! What on...
Va a haber de mis chuen santa gente tú. Thank you.
Sé que tú. Set it up. We'll set this up. Set the light. Okay, va a haber de mis chins ante que me la rani. One day. Thank you.
Rồi, lắp tiếp cái này vào. Một chiếc chìa khóa màu đỏ. Không biết chiếc chìa khóa màu xanh có ở trong này không? Mình sẽ phải bổ ra. Không có, ok.
So if I'm easy at chance, I'll get to tell. But I'm each of the two. Let's go. Do you want to play hide and seek? Oh my god. Bà dạo bà ta đã vào trong này rồi. Wow, đi luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Mình tập hộp. Thank you.
Các bạn có thể đánh dấu cánh cửa. Đánh dấu cái hình something. Okay. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game cuối cùng. Granny, Chapter 3. Oh my gosh.
Mày xuống bộ quả dừa này, xem trong này có gì không. Một đồng xu. Phó đảo phần này rất là khoai, rất là lâu luôn. Nó rất là zigzag các bạn nhé. Mình sẽ xem ở trên này có gì không.
哦，勇敢敢做。Có một thú mình nhớ là đang ở trong đâu đó quanh đây. Đây rồi.Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.